Chào các bạn, trên tay mình đây là cái chiếc 1DX Mark III. Thì đây là cái phiên bản chính thức của Canon Việt Nam, họ đã đem về Việt Nam rồi và mình đã mượn lại và mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái tính năng thêm về cái chiếc 1DX Mark III này. Thì trong cái bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn là về cái nút AF-ON này. Đó. Đây là nút AF-ON, thì đây là lần đầu tiên Canon tích hợp cái khả năng cảm ứng lên trên một cái nút cứng ở trên máy. Thì trước đây trên cái dòng EOS R thì chúng ta có một cái thanh touch bar ở đây thì cũng là có chức năng là cảm ứng, nhưng mà trên cái nút AF-ON này thì bây giờ nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đó. Với cái dòng 1DX Mark III này nói riêng và dòng 1D nói chung thì chúng ta có cái nút AF-ON này, nó nằm vừa ở phía bên trên và phía bên dưới bàn tay cầm mình luôn. Rồi các bạn thấy đây là cái nút AF-ON, nhưng mà nó không phải là cái nút AF-ON truyền thống như trước giờ chúng ta vẫn thấy trên tất cả các dòng máy ảnh, và nó đã được tích hợp thêm chức năng cảm ứng, nó gọi là cái nút điều khiển thông minh. Đó, thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái cảm biến ở chính giữa của cái nút AF-ON, và cái chức năng bình thường của nút AF-ON thì chúng ta vẫn có thể là bấm vào để mà lấy nét, bấm vào để giữ nút AF-ON để có thể lấy nét hoặc là tracking theo chủ thể gì đó. Nhưng còn các chức năng điều khiển thông minh, nó chính là chức năng cảm ứng. Thì khi các bạn vuốt tay qua thì các bạn có sẽ thấy cái đèn cảm ứng ở dưới này nó hiện lên nhưng mà rất là mờ. Đó, và mục đích của nó để làm gì? Thì trước đây các bạn lựa chọn các điểm lấy nét, bình thường các bạn có thể sử dụng bằng cái nút joystick hoặc là các nút bấm D-pad, bấm lên xuống qua về ở đây. Nhưng mà nếu khi mà cái số lượng cái điểm lấy nét nó tăng lên rất là nhiều thì cái việc bạn lựa chọn cái điểm lấy nét, bạn bấm lên bấm xuống nó rất là chậm, nó không nhanh được. Thì cái nút AF-ON cảm ứng này nó ra đời, nó sinh ra để giúp chúng ta có thể điều khiển nhanh cái điểm cảm ứng này, nó chạy khắp khung hình. Ở đây để kích hoạt nó, khi máy chúng ta mới đem về thì đầu tiên các bạn cần phải bấm vào nút này, sau đó là bạn có thể di chuyển cái ngón tay trên các vùng này thì cái cảm ứng nó sẽ, cái độ nhạy của cảm ứng nó chạy đi rất là nhanh. Đó, thì chúng ta có thể chỉ cần vuốt ngón tay, vuốt qua vuốt lại thì chúng ta đã có thể chọn được các điểm lấy nét nó nhảy rồi. Đó, tương tự. Đó. Điều này rất hữu ích khi các bạn chụp bằng Live View. Thì ngoài cái cách chọn điểm lấy nét bằng cách tắt cảm ứng ở trên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng cái nút AF-ON này để điều khiển cái điểm lấy nét nó chạy xung quanh. Đó, thì ở đây chúng ta có cái số điểm lấy nét trên cái khi Live View nó lên tới 3869 điểm lấy nét, và cái độ phủ của nó là 100% về chiều cao và 90% về bề ngang. Đó, thì các bạn có thể dễ dàng xoay đổi cái điểm lấy nét bằng cách là chỉ vuốt nhẹ trên cái nút AF-ON này mà thôi. Đó, ngoài ra cái nếu mà các bạn muốn lấy nét bình thường thì các bạn có thể nhấn giữ để lấy nét giống như cái nút AF-ON truyền thống. Rồi, đó là cái khi các bạn chụp hoặc quay bằng cái chế độ Live View trên màn hình LCD. Thì với cái OVF, với cái viewfinder này thì các bạn cũng tương tự, nó có 191 điểm lấy nét AF, thì cái việc các bạn lựa chọn xoay cái điểm lấy nét nó nằm chạy xung quanh cái vòng khung viewfinder này cũng rất là nhanh chóng khi các bạn chỉ cần bấm và vuốt mà thôi. Rồi mặc định cái nút AF-ON nó chỉ có tác dụng là khi các bạn ấn AF-ON để lấy nét mà thôi. Còn khi các bạn muốn chuyển điểm lấy nét thì bạn phải bấm vào cái nút này. Thì trên cái chip EOS 1DX Mark III này thì các bạn có thể gán chức năng cho nó bằng cách các bạn vào cái kết tên Control ở trong cái menu chỉnh tùy biến công cụ này. Thì vào ở đây thì các bạn có thể gán được cho cái nút AF-ON, nó đầu tiên là gán cho nó cái nút AF lên nét bình thường, và thứ hai là cái joystick, cái Smart Control. Đầu tiên mặc định nó sẽ bị hủy đi thì các bạn vào set cho nó là cái chức năng nó là Direct AF-ON Selection, nghĩa là các bạn không cần phải bấm vào nút này để kích hoạt nó nữa. Từ bây giờ các bạn chỉ cần vuốt tay thì cái điểm lấy nét này nó sẽ chạy luôn, chứ các bạn không cần phải vào bấm sau đó phải quay trở ngược ra để mà chọn nữa. Thì nó thích hợp mà nó nhanh hơn so với các bạn chụp bằng cái viewfinder này. Đó, các bạn chỉ dòm vào và các bạn xoay cái ngón tay ở đây để chỉnh di chuyển cái điểm nét mà thôi. Rồi tương tự nó cũng có tác dụng với cái nút AF-ON trên cái bàn tay cầm phụ nằm đứng ở đây. Đó. Rồi.